Okay. Thì chúng ta không đối xử với cái kẻ thủ ác hay là người vi phạm kỷ luật, cái từ nhẹ hơn là vậy, bạn như thú vật để mà đánh đập nữa, la mắng nữa, nhưng mà chúng ta đối xử với kẻ vi phạm kỷ luật như là gì? Robot. Robot, vâng, Chúng robot, ta đối xử như chính là xác robot, robot, dạ. như là máy móc, mà chúng ta chưa đối xử với kẻ vi phạm kỷ luật như con người. Chúng ta thấy các tầng không ạ? Đánh đập, chửi mắng, tầng đối xử với vậy. Và quyền chủ động đối xử vẫn rơi vào cái kẻ trừng phạt. Tầng cao hơn là thưởng và phạt này nọ. Cho dù phạt rất là văn minh, là giữ lại đồ vật, không cho đi chơi, thí dụ vậy, có văn minh hơn. Tức là removal privilege, tức là những cái đặc quyền tách ra khỏi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại talk show để tâm lý học dẫn đường. Mình là Bách, host của chương trình. Để tâm lý học dẫn đường là talk show được Spyroom kết hợp cùng với Minova in Education thực hiện với mong muốn mang đến nhiều giá trị hơn cho các bạn trẻ trong cái hành trình định hướng và phát triển bản thân. Đội ngũ Spyroom tin rằng là thứ mà các bạn nhắm tới trên hành trình trưởng thành của mình, bên cạnh là nghề nghiệp, công việc, thu nhập hay là sự thăng tiến, thì còn là cái việc vững vàng và khỏe mạnh về tâm lý trong suốt cả cái hành trình đó. Và qua talk show này, Spyroom hy vọng các bạn có thể có cho mình những gợi ý giá trị cho những vấn đề của bản thân, hay đơn giản là cảm thấy được chia sẻ về những vấn đề mà mọi người đang gặp phải. Đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngay là khách mời thân thuộc của chương trình là thầy Lê Nguyên Phượng. Em chào thầy. Vâng, tôi Lê Nguyên Phương xin kính chào quý khán thính giả của talk show để tâm lý học dẫn đường của Spiral. Hai số podcast trước chúng ta đã có những cái câu chuyện xung quanh về việc là chủ đề là hướng nghiệp và hành trình tập làm người lớn của những người trẻ, thì hôm nay là một chủ đề cũng em nghĩ là cũng hết sức là thú vị, đó là chủ đề về tâm lý học đường. Cái chủ đề này thì rất là nhiều bậc phụ huynh cũng như là các bạn khán giả theo dõi cũng sẽ rất là quan tâm, vì ai cũng sẽ trải qua những cái 12 năm ở trong mái trường rồi đi du học các thứ. Vâng, thưa thầy, là ở cái thời điểm mà chúng ta đang ghi hình này thì các bạn học sinh vừa mới thực hiện xong cái việc là hành trình thi đại học ở Trung Quốc, là có kỳ thi cao khảo, một trong những kỳ thi khốc liệt nhất ở trên thế giới. Và theo theo như em nhận thấy thì ở các nước châu Á, Á Đông nói chung ý, thì cái phần thi cử này thật sự là rất là gánh nặng. Em thấy nó như là một tảng đá đặt lên vai những cái người trẻ mới chập chững bước vào đời. Như thầy có quan tâm đến những cái vấn đề này không, và thầy có những cái lời khuyên gì cho các cái sĩ tử khóa tới chẳng hạn để chuẩn bị cho cái kỳ thi mà maybe là năm sau các bạn sẽ bắt đầu. Khi nói về đề tài tâm lý học đường thì chúng ta có nhiều cách tiếp cận. Có thể nói về tâm lý học đường như một cái ngành học đào tạo những cái chuyên gia tâm lý ra để phục vụ học sinh sinh viên trong trường. Chúng ta cũng có thể đó nói tới một cái nghề nghề tâm lý học đường như là một cái chức vụ với những cái trách nhiệm và công việc ở trong một cái hệ thống học đường. Ở đây tôi hiểu rằng Bách và Spider Room dùng chữ tâm lý học đường với ý nghĩa là tâm lý của những người đang làm việc, đang sinh hoạt, đang sống, đang học tập trong cái học đường, trong môi trường học đường. Thì như vậy, khi chúng ta nói về sĩ tử và thi cử thì chúng ta sẽ thấy có một cái vấn đề là dường như có hai cái hệ thống thi cử khác nhau trên thế giới, là ở phương châu Á và châu Âu. Để nói về tổng quát là như vậy. Nhưng mà thực sự đó thì tại Hoa Kỳ chẳng hạn, nơi mà tôi đã sống 30 năm, thì cái lĩnh vực gọi là thi cử nó cũng khốc liệt, chứ không phải là không khốc liệt. Nhưng mà ở đây đó, có một nguyên tắc chúng ta dễ nhận thấy là đầu vào thì dễ, đầu ra thì khó. Đó là hai cái khác nhau. Là đó là ở các nước Tây phương. Tại vì cái cơ hội học tập và trau dồi kiến thức là quyền của mỗi người. Nhưng mà khi đi ra, chúng ta gọi là khi ra khỏi trường, chúng ta cần những cái chuyên viên, chuyên gia có một cái trình độ nhất định
Mà cái trình độ đó đó nó không phải chỉ đơn thuần là để bảo đảm cái chất lượng của ngành và nghề, mà nó còn điều quan trọng hơn đó, là để đừng làm hại xã hội, đừng làm hại con người. Bác sĩ không chữa bệnh sai lầm, kê đơn thuốc sai lầm hay mổ sai lầm để khiến chết người. Chuyên gia tâm lý không tham vấn sai lầm để thân chủ cuối cùng phẫn nộ hay là buồn chán tới mức đi tự sát. Vâng, và cầu hệ thống, cầu đường, giao thông, tất cả đều chuyên gia. Ngay cả khi về Việt Nam chẳng hạn, ở đây các bạn cần một cái ông thợ mà đi vào sửa trong nhà, sửa hệ thống nước ở trong nhà, sửa hệ thống điện trong nhà, thì ở nước ngoài các nghề đó cũng cần phải 2 năm bằng cao đẳng với tất cả chứng chỉ và thi để mà ra bảo đảm làm việc. Nhưng mà trong những cái ngành thí dụ như là lên tới bậc tiến sĩ thì cái việc thi cử lại là đòi hỏi cái sự sáng tạo, đóng góp một cái kiến thức mới, một giải pháp mới, một giả thuyết mới cho một cái vấn đề tồn tại ở trong xã hội. Cho nên rõ ràng cái việc thi cử nó không đồng nhất với nhau. Với cái mục đích của mỗi ngành và mục đích của mỗi cái tầng lớp học, mỗi cái cấp học nó phải khác nhau. Thi cử ở Việt Nam vốn có một cái truyền thống lâu đời từ thời quân chủ. Thì chúng ta đều biết đó là chẳng hạn những cái bài thi tiến sĩ của thời xưa đó, nếu mà các bạn đọc những cái tài liệu cổ thì cũng thấy rằng nó không phải là trả bài. Nó vận dụng những thành tích, điện tích, vận dụng kiến thức là tứ thư ngũ kinh để giải quyết một vấn đề của xã hội. Và ngay trong cái thời gian một ngày hay hoặc là ba ngày ngồi thi hương, thi hội, thi đình, vân vân, người ta giải quyết những vấn đề của xã hội. Một vấn đề cập nhật của xã hội và cái người đi thi phải đưa ra cái giải pháp. Còn ở đây đó, nếu mà chỉ là cái trò chơi giải 100 bài toán trong vòng 10 phút hay là viết một bài văn như kê một toa thuốc có là quân thần tá sứ phải có đủ bao nhiêu ý và cuối cùng cái là em rút ra bài học kinh nghiệm gì đó vân vân, thì thật sự cái việc thi cử đó phải đặt lại vấn đề là nó có giúp thật sự con người Việt Nam phát triển tới mức toàn diện tối đa để mà đóng góp cho đời sống xã hội quốc gia, thậm chí và đời sống cá nhân của người có sĩ tử, tức là sĩ tử là những, nói tới những người đi thi hay không? Hay là chỉ làm cho mỗi lần nghĩ tới kỳ thi là các em đều bị căng thẳng, mệt mỏi, khổ sở, lo âu và thậm chí trầm cảm. Và khi nhận được kết quả rồi thì là bỏ nhà ra đi. Như trường hợp một cái em học sinh mới đây. Và thậm chí có người bỏ lại lá thư tuyệt mạng, không biết tin tức về cái chuyện đó tới hôm nay chúng ta như thế nào. Nhưng đó thực sự là một cái điều đau lòng. Và nên nhớ, đừng nói đó là tại Việt Nam sao, tại Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nó vẫn xảy ra những cái tình trạng như vậy. Cho nên đó là cái vấn đề chung mà những người thật sự có quan tâm tới thế hệ mai sau cần nghĩ tới. Và tôi cũng quan tâm như một cái người quan tâm tới cái vận mệnh của xã hội, cũng trong đó có vấn đề sức khỏe tinh thần của các em thanh thiếu niên. Tại vì nếu các em cảm thấy những cái gánh nặng mà chính bản thân em với trí tuệ các em cảm thấy gánh nặng đó vô nghĩa, thì quả thật đó là một cái tai họa cho cái thế hệ mai sau khi họ thấy rằng những cái mà họ phải cày lộ cày bừa cực nhọc ở trên lớp học okay, để đạt được những cái kỳ thi mà cuối cùng những kỳ thi đó vô nghĩa. Có một hiện tượng chúng ta cũng cần chú ý là phải chăng đầu vào của chúng ta tại các trường đại học quá khó nhưng mà đầu ra lại quá dễ. Và nếu vậy có thể chúng ta đang đi ngược với cả thế giới. Khi đúng ra đầu vào phải rất là dễ để cho ai cũng có cơ hội học, nhưng ra để làm việc thì mới là khó. Và có nhiều bạn, rất nhiều bạn sinh viên chia sẻ với tôi, nói rằng thật sự đó, rõ ràng những kiến thức các bạn học ở đại học, đặc biệt là cái ngành khoa học xã hội và nhân văn vân vân, thì học từ năm lớp 1 và năm tới năm thứ 4 đó, các bạn bị giảm nhiều về khả năng tri thức sáng tạo, khả năng về kiến thức, về tri thức, về sáng tạo nhiều, thậm chí nhiều hơn thời gian các bạn học ở phổ thông. Rồi, bây giờ nếu nói về giúp sĩ tử
làm sao để chuẩn bị cho kỳ thi mới. Thì tôi đề nghị đầu tiên đó là chuẩn bị vấn đề sức khỏe tinh thần. Các bạn phải tự trang bị cho các bạn những cái phương thức thư giãn là một, cái thiền tập là hai, cái thể dục thể thao là ba. Thứ tư là vấn đề dinh dưỡng, thực dưỡng, làm sao để cho giảm bớt cái sức nặng lên trên thân và lên trên tâm. Hóa giải cái đó, sống một cách thoải mái. Tại vì chắc chắn một cái điều, và trong đó có cái vấn đề sinh hoạt, là phải ngủ cho thật đủ. Ngủ cho thật đủ. Các bạn có thể gọi là vì thời gian học bài của bạn thức khuya hơn, nhưng mà các bạn không biết rằng hoạt động của amygdala, tức là hạch thạch nhân, mà càng dữ dội thì cái diện tích, cái trọng lượng và cấu trúc của cái hồi hải mã, tức là hippocampus, càng nhỏ lại. Mà hippocampus có thể là gọi là người gác cổng để đưa những cái kiến thức của chúng ta từ ký ức ngắn hạn, tức là ghi nhớ ngắn hạn, vào cái ký ức dài hạn. Thì như vậy, chính khi chúng ta để cho lo lắng, căng thẳng và trầm cảm, cũng như tình trạng mất ngủ thường xuyên mà ảnh hưởng tới cơ thể, chính các bạn đang giảm năng lượng, năng lực học tập của các bạn mà không biết. Cho nên đó là cái sự chuẩn bị tốt nhất. Chúng ta cứ tưởng tượng là thi là bát bữa, chúng ta sắp sửa bước vào một cái chạy đua, cuộc chạy đua marathon, việc giả chẳng hạn. Thì như vậy không phải chỉ chuẩn bị về tâm lý, mà phải chuẩn bị về thể chất để đủ năng lực mà có thể ngồi viết một bài luận văn suốt 3 tiếng đồng hồ chẳng hạn. Thì cái đó nó đòi hỏi lên thân xác rất là căng, cái áp lực lên thân xác rất là căng thẳng. Em hoàn toàn đồng ý với thầy. Nhưng đó là vấn đề giải quyết nội tâm. Tức là quan trọng là bao giờ cũng có cái khả năng vượt khó, khả năng kiên cường, hay là khả năng tự phục hồi. Ba chữ đó đều dùng, có thể dùng để dịch chữ resilience. Ok. Để mà có thể đáp ứng những kỳ thi. Dạ. Yeah. Phải chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Về phương pháp học tập, có những cái mẹo. Chúng ta có thể biết những cái phương pháp học về tâm lý học nhận thức. Các bạn sẽ biết những cái ký ức dài hạn của chúng ta lưu trữ thông tin như thế nào. Yeah. Thì chúng ta sẽ sử vận dụng cái kiến thức đó để có thể ghi nhớ tốt hơn. Cái đó có thể làm được, và có những cái nghiên cứu khoa học cho thấy cái điều đó, để nói về nhớ. Tại vì nền thi cử của chúng ta quá chú trọng về nhớ, cho nên chúng ta tạm thời nói vậy. Còn khi nền thi cử của chúng ta chú trọng hơn về vấn đề sáng tạo, thì chúng ta sẽ nói về những phương pháp sáng tạo. Đó. Tuy nhiên một điều, nếu nỗi khổ đau này chúng ta không muốn phải chịu đựng, chúng ta không muốn thế hệ sau phải chịu đựng, thì chính phụ huynh và chính học sinh, sinh viên phải lên tiếng để thay đổi cái nội dung và chế độ thi cử tại Việt Nam. Đó là một cái điều các bạn phải làm. Các bạn nói rằng tôi sẽ cố gắng tập thể dục, tôi sẽ tập yoga, tôi sẽ ăn uống thực dưỡng để tôi có một sức khỏe kiên cường. Nhưng mà nếu các bạn sống trong một ngôi nhà nhiều nấm mốc, nhiều vi trùng, vi khuẩn, sống trên một cái mương bị tù hãm, thì chắc chắn sức khỏe của các bạn tạo ra bao nhiêu, nhà lại có lộng gió nữa, thí dụ như vậy, và người mà các bạn lâu lâu là dội cho một cái gáo nước rồi phơi gió ra, thì khi đó dù các bạn có tập, cố gắng tập tới đâu, các bạn sẽ vẫn có ngày nhiễm cảm. Như vậy thì cái vấn đề thay đổi cái nội tâm lẫn thay đổi môi trường là điều cần thiết. Và thay đổi môi trường, chính cái lực lượng phụ huynh, giáo viên và học sinh là một cái lực lượng lớn, chiếm phần lớn trong xã hội. Chính họ phải cất lên tiếng nói. Cất lên tiếng nói từ qua các vị dân cử đại biểu, cất lên tiếng nói với truyền thống, cất lên tiếng nói với những hội đoàn, cất lên tiếng nói trực tiếp với các trường học. Và những người có thế, có quyền, có tiền cũng phải cất lên tiếng nói để hỗ trợ con của mình. Không thể và hỗ trợ những con cái của những người chung quanh. Là chúng ta không thể tị nạn giáo dục mãi được. Không phải vì hệ thống cái trường học của chúng ta có những cái bất cập thì chúng ta liền gửi con đi học nước ngoài. Không phải vì nó có bất cập rồi chúng ta liền gửi con chúng ta vào trường quốc tế. Đó là một sự ích kỷ. Chúng ta phải làm sao có một cái công cuộc vận động chung. Và điều này nó không chỉ giới hạn tại Việt Nam.
Tại Hoa Kỳ cũng như vậy. Em xin nói thêm một số những cái ý mà em rút ra từ cái câu trả lời vừa rồi của thầy. Tức là ngày xưa em có đọc quyển Chính trị luận của Aristotle, là từ rất là lâu rồi, thì Aristotle cũng đã nói là về cái việc là luôn luôn rèn luyện thể chất trước cho con trẻ, bởi vì ông đưa ra một lý do là bởi vì có sức khỏe thì mới học được. Thầy có thêm một ý, tức là mình phải có thêm một cái sự thiền tập để cho cái tâm lý của mình nó vững vàng hơn. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng rất nên cần chú ý đến cái việc sức khỏe, ăn uống cũng như là ngủ nghỉ của mình. Trong một cái cuốn sách gần đây thì em mới tham khảo, đó là cuốn How We Learn, tức là chúng ta học như thế nào. Thì người ta còn nói về một số những cái phương pháp để giúp chúng ta cải thiện cái cách học, mà gần như là phá bỏ hoàn toàn những cái định kiến ngày xưa của chúng ta về việc học thế nào cho nó đúng. Tức là người ta nói về việc học giãn cách, học ngắt quãng, rồi là thay đổi chỗ học, và thay đổi những cái môn học trong một khoảng thời gian nhất định ấy. Thì tất cả những cái đấy đều tác động lên những cái thứ trí nhớ của mình, và để giúp cho chúng ta đi đường dài, tiếp xúc với các cái môn học nó đơn giản hơn một chút. Tức là ở đây các bạn luôn luôn phải chuẩn bị cả về thể chất lẫn là tinh thần, cũng như là các vị phụ huynh cũng nên cần chú ý thêm cho các con em của mình những cái khoảng nghỉ nó thích hợp. Em muốn hỏi một câu hỏi hơi cá nhân một chút với thầy. Tức là ngày xưa thầy có gặp những cái áp lực về thi cử như vậy không? Và cách mà thầy đương đầu với những cái áp lực đấy do bản thân thầy ạ, như thế nào? Vì em biết là thầy cũng sẽ trải qua rất là nhiều hành trình học tập cũng như là thi những cái bằng cấp nọ kia để đạt được cái vị trí như thế này, như thời điểm hiện tại. Thì đây một số cái điều mà tôi tạm gọi là rút ra. Mà cái này á, thì nó chỉ có thể áp dụng, trước tiên là áp dụng cho tôi không dám, thầy không dám nói là nó có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Thì các bạn trẻ, cái này là mình nói trong cái tinh thần là không có áp đặt, không có rẽ đạo cao đức trọng để mà chỉ giáo cho ai cả. Nhưng mà các bạn trẻ tùy thoải mái có thể tiếp cận. Điều đầu tiên đó là cá nhân của thầy gặp chuyện học rất khá vất vả. Từ nhỏ cho tới năm 12 tuổi. Còn nhớ rất rõ. Thậm chí có một lần ăn một quả 2 điểm. 2 điểm trên hệ số 20, tức là thời xưa ở miền Nam là 20 mới là điểm 10. Bây giờ thì tức là có 1 điểm. Là 1 điểm. Còn nhớ mãi là bài thi á, có một cái lò xo treo mấy ký đó thì nó giãn ra mấy cm đó. Nhớ không ạ? Lò xo để không thì nó bao nhiêu cm, bây giờ treo ký khác thì nó bao nhiêu, đó là bài vật lý. Và cuối cùng ăn còn 2. Và cuối cùng chỉ vẽ được 2-3 cái hình lò xo, mình vẽ cũng bậy bạ vậy thôi, không biết thôi. Mà thật sự nó chỉ áp dụng quy tắc tâm suất. Nhưng mà không hiểu học sao mà hoàn toàn không nhớ được cái chuyện đó, và nó xảy ra vào năm lớp 6. Rồi thậm chí á, là thầy còn nhớ đó là thi vào lớp 6, thi vào trường trung học Võ Trường Toản. Lúc đó Võ Trường Toản ở Sài Gòn, gần Sở Thú Sài Gòn đó, là một cái trường phổ thông, từ cấp cơ sở cho đến phổ thông. Thì mình thi vào lớp 6 mà đứng tới hạng là 352, 253 gì đó, tức là hạng rất là thấp. Đó, và còn nhớ làm bài luận đó là mình nhớ tả cái chiếc đồng hồ, và mình đã có 1-2 câu văn mẫu để mà đưa vào. Sau đó ngẫm lại đó, nó có các yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố về vấn đề sức khỏe. Thầy bị suyễn từ năm 2 tuổi, liên tục cho tới năm 32 tuổi. Một năm phải vào cấp cứu 4 lần. Thì như vậy yếu tố sức khỏe yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là mình không biết phương pháp học. Phương pháp học cực kỳ quan trọng. Em nghĩ là các bạn cũng nên ghi lại những cái thứ này. Tức là em nghĩ là phương pháp học là một phần tối quan trọng trong cái việc là làm sao để học cho mình dễ dàng hơn. Và chúng ta chỉ được chỉ cho là cái việc là thôi cứ học đi, cứ nói là học đi, nhưng mà rất tiếc là không có ai dạy chúng ta là cách học thế nào để cho đúng cả. Chính xác. Tại vì thật sự như thế này, có một số có một số chỉ cần nhận diện, lờ mờ cảm nhận được cái phương thức và cách thức khi người khác làm một cái gì đó thì có thể học theo được. Nhưng có những người phải được chỉ một cách rõ ràng, có quy trình từng bước thì mới làm được.
Và cái điều đó cũng áp dụng cho nhiều chuyện khác nhau, chứ không phải chỉ là thí dụ một người có thể học rất là nhanh về một cái kiến thức về kinh tế học, nhưng mà khi đi qua sử điển chẳng hạn thì là phải học từng quy trình, trong khi các kia họ có thể cảm nhận ngay. Cho nên ở đây nó tính chất tương đối và tính chất tùy con người. Đừng có nói là cái người mà cần phải được dạy rõ ràng như vậy là trình độ kém hơn. Phải thấy sự độc đáo của mỗi tất cả chúng ta. Và lấy cái đó làm cái hạnh phúc khi chúng ta sống được trong một xã hội mang tính chất đa dạng như vậy và rất nhiều người khác nhau. Vậy rất là đáng ghét nếu mà chúng ta chỉ yêu một cái phiên bản nam và nữ mà hoàn toàn giống chúng ta, phải không? Nó sẽ hết sức là nhàm chán. Quay trở lại bây giờ, cái vấn đề phương pháp học là cái cực kỳ quan trọng, nhưng mà ở đó nó còn một cái điểm quan trọng á, hơn nữa, học để làm gì? Mỗi bạn phải tự trả lời cho mình được cái câu đó, học để làm gì? Và học để làm gì nó sâu đi vào chi tiết tới mức là học cái này cụ thể để làm gì trong nguyên cái diễn trình đó. Thí dụ bây giờ tiền đề của YouClick Việt Nam hay ClickClick vậy, thì nó sử dụng như thế nào trong vấn đề giải bài toán, ứng dụng như thế nào? Tức là nếu nói là phải học hiểu trong cái tiến trình Bloom Taxonomy, tức là các cấp độ tư duy đó nữa. Cấp độ tư duy đầu tiên là ghi nhớ, thông hiểu, ứng dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo. Và giáo viên không phải chỉ dạy cái đó một cách ngầm, tức là đưa các mục tiêu giảng dạy và đưa các bài tập, kể cả việc trả bài, theo cái cấp độ đó, mà còn phải dạy trực tiếp cho học sinh về những phương thức đó. Các bạn muốn thông hiểu một cái bài văn, các em phải đi các bước như thế nào để gọi thông hiểu, và tới mức độ nào các em mới thực sự là thông hiểu bài văn. Bây giờ thí dụ bắt và hỏi các bạn trẻ ở ngoài kia, các bạn nghe tới vậy thì phân tích và đánh giá, các bạn chỉ được học phân tích ở trong một cái thí dụ như bài văn, đánh giá một bài văn, thí dụ nói em hãy phân tích ý nghĩa của hình tướng sĩ vân vân. Nhưng mà có bao giờ các em được học phân tích những vấn đề khác của cuộc sống chưa, và đánh giá những vấn đề khác của cuộc sống chưa? Bây giờ thí dụ như đó, đi ra ngoài mua cái ly nước này, chúng ta cần phải phân tích và đánh giá chứ, để có thể mua được cái ly nước hữu hiệu nhất, tiện dụng nhất, lợi ích nhất cho mục đích sử dụng của chúng ta chứ. Thì gần như chúng ta không được dạy một cách explicit, tức là rõ ràng, minh bạch như vậy. Mà cứ nghĩa là thấy người khác làm sao thì làm tiếp theo, làm vậy. Như vậy thì nó không phải là giáo dục. Đó. Thì cái đó là cái mà thầy học và khổ thân của mình. 28 tuổi qua Mỹ, tình cờ thấy cái bản tóm tắt Bloom Taxonomy, cấp độ tư duy theo Benjamin Bloom ở trong một cái cửa hàng sách, mà gần như là muốn hét lên là Eureka, tức là tôi đã tìm ra rồi. Là bây giờ té đâu là cái cặp tiến trình tư duy nó phải đi như vậy, và tất cả vấn đề chúng ta nên tiếp cận để như vậy. Thì ở Việt Nam có học gì đó, và thầy là học từ lớp 1 cho tới lớp 7 ở miền Nam trước kia. Đó, thì vấn đề là vậy. Tức là phải giáo viên không phải chỉ ứng dụng vào Bloom Taxonomy mà còn phải dạy học sinh cái cách sử dụng nó như thế nào, và hiểu được mỗi cái hướng tiếp cận của từng cái cấp độ vào trong vấn đề đang xử lý trước mặt như thế nào. Và một cái điều cuối cùng là học toán không phải để làm thợ toán giải toán, mà học toán, học lý, học hóa, tất cả để giải quyết những vấn đề cụ thể. Các bạn sẽ thấy một điều khôi hài, nếu các bạn có dịp đi du học, các bạn cầm cuốn sách toán của Mỹ lên, các bạn nói ôi sao dễ quá, cái này mình học lớp 12 mà tới đại học nó mới học. Nhưng đó là khi các bạn đọc về lý thuyết, các bạn giải những bài toán mà chỉ giải số thôi. Nhưng khi đọc qua những cái bài của toán cụ thể mà ứng dụng cái đó, ứng dụng vi phân tích phân, thì khi đó các bạn mới chơi với. Là tại vì mình học không có tính chất ứng dụng, mà ứng dụng chỉ trong Bloom Taxonomy chỉ là một cái tầng thấp. Sáng tạo mới là tầng cao hơn. Cho nên nếu vậy thì sẽ có hiện trạng là sinh viên của chúng ta có một số người sẽ học rất là giỏi ở cấp cử nhân, nhưng mà khi lên thạc sĩ và khi lên tiến sĩ là chơi với, tại nó đòi hỏi cái vấn đề
là sáng tạo. Câu trả lời của thầy thì khiến cho em nhớ đến một chi tiết khi mà lần đầu tiên em đọc cái cuốn Emile hay là bàn về giáo dục của Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau có nói về cái việc là dạy cho trẻ con sáng tạo như thế nào, như là học một cách đo lường bằng mắt trước chứ chưa phải dùng đến những cái công thức và bằng những cái trò chơi mà ông áp dụng cho đứa trẻ tưởng tượng của ông ấy. Đấy cũng là một trong những cái việc em đọc cuốn sách đấy và em cảm thấy đó cực kỳ đáng giá, cực kỳ đáng giá. Và từ trước đến giờ em chưa hề biết đến Jean-Jacques Rousseau ngoài cái quyển Khế ước xã hội. Và khi mà em đã thử đọc cái cuốn Emile hay là bàn về giáo dục đấy thì em thật sự em cảm thấy bản thân rất là xúc động. Em cũng chia sẻ thêm với cả thầy cũng như là các bạn đang theo dõi cái talk show ngày hôm nay về cái phương pháp học của riêng em chẳng hạn. Thế là em có một cái phương pháp học là đầu tiên mình nghe giảng, sau đó mình đặt câu hỏi. Mình cố gắng là clarify cái vấn đề, tức là mình giải thích rõ những cái vấn đề, cái câu hỏi của mình. Mình sẽ cố giảng lại cho một bạn khác. Và sau đó em sẽ tối ưu lại tất cả những cái câu hỏi mà trong quá trình mà em giảng cho bạn đó, những cái câu hỏi mà bạn ấy gặp và những còn một cái số vấn đề mà em cảm thấy là em giải đáp là chưa được tinh giản lắm, chưa được gọn gàng lắm. Có một cái điều nữa mà khi nãy thầy để dành để nói tới là vấn đề là chuẩn bị thân và tâm để mà học đó. Thì còn một cái yếu tố nữa là sau năm 75, tức là năm đó thì 13 tuổi và bước vào lớp 8 á, thì thầy đã làm một cái việc này và thầy nghĩ thật sự rất muốn đưa vào trường học là chuyện là yoga và thiền tập. Yoga nó đòi hỏi mình, đặc biệt là yin yoga hoặc là hatha yoga, nó đòi hỏi mình sự duy trì thăng bằng chẳng hạn trong một cái thời gian dài. Và thậm chí có thể nhắm mắt mà vẫn giữ thăng bằng. Cái đó nó đòi hỏi cái tâm nó định rất là tốt. Thứ hai nữa là ngồi thiền. Thì lúc đầu là mình theo mấy cuốn yoga, lâu nhờ còn nhớ là của tác giả dịch trước năm 75 vớ được mấy cuốn sách cũ, thì theo đó ngồi thiền. Rồi xong học được bài bát đoạn cẩm của đạo gia, nào là nuốt nước miếng, rồi đánh trống trời, rồi chà sát thật gì đủ trò. Lúc đó mình không biết tại sao mình lại nghe. Cho nên là mình cũng thiền theo phương pháp và tập luyện theo phương pháp đó. Thì nếu mà các bạn trẻ thấy rằng như thế này, nếu mà mình có thể chú tâm vào một điểm, duy trì sự chú tâm đó trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà không nghĩ gì chuyện khác, thì cái năng lực học tập của các bạn nó đạt tới mức kinh khủng như thế nào. Có mỗi cái câu hỏi đầu tiên mà chúng ta đã có một khoảng thời gian trò chuyện cũng khá là dài. Thế nhưng mà em nghĩ là cái việc mà mình trao đổi như thế này với cả các bạn trẻ thì hy vọng là các bạn sẽ rút ra những cái thứ mà bài học để chuẩn bị cho những sĩ tử, cho thời điểm thi sắp tới chẳng hạn. Đôi lúc sẽ giải tỏa được cái áp lực cho bạn. Và bây giờ em sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Trong cái số postcard lần trước ấy, thầy có trao đổi với cả em là thầy chia sẻ là cuối tháng 6 là thầy đã đạt là cột mốc là 4 năm ở tại Việt Nam. Và thầy đã có một khoảng thời gian công tác rất lâu trong ngành giáo dục ở Mỹ. Thì sau từng mấy khoảng thời gian ấy, thì thầy nghiên cứu như thế thì thầy có thấy là cái việc tâm lý học đường ở Mỹ và Việt Nam có cái gì giống và khác nhau không ạ? Các bạn có gặp những cái trở ngại hoặc khó khăn gì, hoặc là bên nào có cái gì hơn bên nào không ạ? Ở đây nhắc lại em dùng chữ tâm lý học đường có nghĩa là tâm lý học sinh trong học đường. Tâm lý học sinh trong học đường. Okay. Dạ, vâng. Okay. Thì bây giờ nói là những cái điểm giống nhau. Thứ nhất là bên đó các bạn trẻ cũng gặp vấn đề là căng thẳng, trầm cảm và lo âu. Và chính những học sinh mà trong những cái chương trình giỏi đó mới lại là căng thẳng, trầm cảm và lo. Những chương trình mà chuyên, những cái chương trình cao, thí dụ các lớp Accelerate, những lớp AP này nọ, cũng gặp những cái vấn đề đó nhiều hơn ở những cái trẻ là những cái trẻ mà học kém. Trẻ học kém thì lại gặp cái vấn đề là về hành vi. Tại vì khi học kém, đôi khi các bạn đền bù trừ bằng cách là biểu hiện qua những hành vi hung hãn, gây hấn, phá phách, ngỗ nghịch, vân vân. Thì cái đó mình cũng thấy là đồng nhất ở Việt Nam và ngoại quốc thì cũng vậy thôi. Ở trên thế giới thì cũng vậy thôi. Nếu có sự khác biệt đó, thì mình sẽ thấy rằng đó cái vấn đề sức khỏe tinh thần các bạn ở ngoại quốc ý thức được nhiều hơn. Tại vì thông tin nó đầy đủ hơn. Và các bạn biết được rằng các bạn sẽ được hỗ trợ
bởi nguyên một cái hệ thống. Các bạn sẽ có school counselor, tức là chuyên viên tham vấn học đường. Rồi các bạn có thể hỗ trợ của chuyên gia tâm lý học đường là school psychologist. Rồi thậm chí các bạn, nếu cái điều đó nó liên quan tới các cơ chế xã hội, thí dụ bố thất nghiệp, mẹ không có tiền trả tiền nhà hay vân vân, thì có thể vận dụng một cái vai trò thứ ba ở trong nhà trường Hoa Kỳ là chuyên viên công tác xã hội học đường, school social worker. Cho nên nó đa dạng như vậy, nó có thể vận dụng được. Tuy nhiên nói như thế này thì cũng phải nói một cái điều khác, đó là tuy cái hệ thống ở Mỹ thì nó tiêu chuẩn nó đặt ra như vậy, nhưng mà không nhất thiết học khu nào cũng có những cái dịch vụ toàn diện và tốt đẹp như vậy. Và đó là cái điều mà các nhà giáo dục của Mỹ nó đấu tranh liên tục để bảo đảm cái bình đẳng là như vậy. Chứ nhiều cái học khu nghèo thì các em học sinh trong đó bị thiệt thòi hơn. Bây giờ nói tới điểm khác biệt thứ hai, có một số học khu tại Hoa Kỳ đó là đã chứng kiến những cái cảnh bạo hành, domestic violence chẳng hạn, ở trong gia đình của mình. Chứng kiến được những cái giết chóc, bạo lực ở trong xã hội. Chứng kiến cái cảnh ma túy, sử dụng ma túy ở trong cộng đồng. Và điều đó nó có tác hại, rất là tác hại ở trong cái xã hội, cái học sinh như vậy. Ở đây tôi phải nói thẳng ra cái điều này, nói thì nghe như là kể xấu Mỹ. Nhưng mà tôi làm việc trong một cái học khu lớn thứ nhì tại tiểu bang California. Lớn thứ nhất là Los Angeles, tên đó tất cả các bạn đều biết. Thứ nhì là Long Beach. Thì ở đó có một số trường học mà học sinh lớp 11, 12 dù là thiểu số đi nữa nhưng mà mình vẫn phải có. Thứ nhất là bạo lực, là phe đảng tấn công nhau. Thí dụ tôi làm việc ở một cái trường học mà băng đảng của các học sinh sắc tộc Campuchia, các học sinh sắc tộc Mễ, tức là Nam Mỹ hoặc là Trung Mỹ, học sinh da đen và da trắng đánh nhau. Đánh nhau, đó là một cái. Cái thứ hai, có những em học sinh đến trường và vẫn còn trong tình trạng say thuốc, cần sa hoặc là những chất khác. Và có một vài cái đường dây buôn bán nữ sinh về vấn đề tình dục. Có những cái đó. Thì có thể may mắn ở Việt Nam không có những vấn đề đó. Nhưng mà ngược lại, ở Việt Nam chúng ta có tình trạng gì? Cái tình trạng là phụ huynh áp lực con học nhiều quá. Các trường lớp mở ra chưa chắc là đã có chất lượng. Tức là đồ giả cũng khá nhiều. Để mà rồi ngoài ra đó là tâm lý phục tùng và chịu đựng của giới trẻ, người trẻ Việt Nam cũng cao hơn. Nhưng mà điều đó cũng đi kèm với những cái gọi là nhập tâm, internalize, nhập tâm, những cái áp lực và làm cho các em trở nên quá khổ sở. Đôi khi một chút phản kháng nó có ích lợi để tập cho các em cái khả năng tự bảo vệ mình trước những cái áp lực của cuộc sống, những cái thách thức bất công của cuộc sống. Còn nếu chúng ta muốn con ngoan trò giỏi mãi mãi thì vô tình chúng ta sẽ dạy cho con của chúng ta thái độ phục tùng bất kể. Và sau này nó sẽ phục tùng với người có chức, có quyền, có tiền. Thậm chí vợ phục tùng chồng, chồng phục tùng vợ hay vân vân. Và cuối cùng như vậy nó sẽ không thể nào hạnh phúc và chưa bao giờ tìm được cái sức mạnh của cá nhân của mình và bản sắc riêng của mình. Câu trả lời rất là hay, rất là ý nghĩa của thầy. Em có một câu hỏi như thế này, nhân thầy vừa mới nói đến, tức là một trong những cái vấn đề nhức nhối nhất khi mà nói về cái học đường thì có nghĩa là mình phải nói đến việc về kỷ luật, thường phạt các học sinh bằng các cái biện pháp mạnh. Thì thỉnh thoảng thì thầy cũng đọc ở trên tin tức thì có rất là nhiều những cái mạng xã hội đưa tin về cái việc là giáo viên phạt học sinh gây thương tích chẳng hạn, hoặc là học sinh bị tự tử trước khi mà bị phạt ở trước toàn trường. Thì ở trên Spy Room của bọn em cũng đã nhận được cái bài viết rất là gây nhiều tranh cãi khi tác giả phản đối việc chép phạt thường thấy của các thầy cô
Thì phương pháp này như là một sự bạo lực về thể chất cũng như là tinh thần của học sinh. Không biết là thầy có góc nhìn như thế nào về các cái thực trạng trên, và những hành động như vậy thì có ảnh hưởng như thế nào đối với tâm lý của các bạn trẻ? Để trả lời câu hỏi đó thì chúng ta sẽ bước lùi một bước mà nhìn rộng hơn. Phương pháp trừng phạt như vậy bằng cách đánh này, chửi bới này, vân vân á, chúng ta thường dùng cho ai? Cho sinh vật nào? Cho thú cưng. Cho mèo. Cho thú vật. Vâng. Ngày nào mà chúng ta dùng phương pháp kỷ luật cho thú vật và cho người giống nhau, dạ, thì ngày đó thì thật sự chúng ta còn quá lạc hậu. Dạ. Em có thấy những phương pháp đó là phương pháp dùng cho thú vật không? Đúng. Đánh, đập, la, chửi mắng, vân vân, dành cho thú vật đúng không ạ? Giả dụ là thú nó hiểu được ngôn ngữ người. Nhưng mà một số người thì lại cho rằng đó là tình mình phải nghiêm khắc, thương cho roi cho vọt chẳng hạn. Tôi vẫn có thể nghiêm khắc với em. Dạ. Tôi nói là bắt đầu từ ngày mai thì em không nên làm như vậy nữa. Vì như vậy đó thì là nó có hại đến sức khỏe của em. Và nếu em vi phạm thì tôi sẽ phạt em ở cái việc á, là cuối tuần này em sẽ không được đi chơi. Mỗi tuần đó là mỗi ngày á, tôi sẽ cắt thời gian mà em nhìn vào Facebook á, xuống chỉ còn là 15 phút mà thôi. Thì có đó cũng là kỷ luật. Và có một cái cuốn sách từ thập niên 50 mấy của Việt miền của ở tại Hoa Kỳ là chính cuốn Kỷ luật không nước mắt. Cho nên cái tên mà Kỷ luật không nước mắt đó thật sự là cái nhóm mà giảng dạy cái đó là họ mượn cái tựa đề của cuốn sách đó. Kỷ luật không nước mắt. Kỷ luật không nước mắt chỉ là ứng dụng lý thuyết hành vi, chủ thuyết hành vi behaviorism vào trong vấn đề kỷ luật bằng cách sử dụng giữa trừng phạt và khen thưởng một cách khôn khéo. Và người ta nghiên cứu thấy rằng thưởng có lợi hơn phạt. Nó thay đổi hành vi tốt hơn là phạt. Và khi thưởng phải theo một cái kế hoạch gọi là lịch trình gia cố, là schedule of reinforcement. Thế không phải lúc nào nó làm tốt thì cũng thưởng, thì nó sẽ không học được cái hành vi đó. Tất cả đều có nghiên cứu khoa học, và chủ thuyết hành vi cũng là phát từ năm thập niên 50-60 của tại trước. Tức là nếu bây giờ là 2022 thì chúng ta bị lạc hậu tới là bao nhiêu? Gần cả trăm năm chắc. Hay là 70 mấy năm. Đó thì đó là một cái điều đáng buồn. Và ngày nào, và còn về vấn đề triết lý là ở chỗ là thầy nhấn mạnh trở lại, nhìn về vấn đề triết lý, ngày nào chúng ta còn dùng những phương thức trừng phạt thú vật để trừng phạt con người, đặc biệt là trong môi trường học đường, thì ngày đó chúng ta chưa được tiến hóa cho lắm. Dạ. Trên cái thang hay là trên con đường làm người. Dạ. Bây giờ đó, hiện nay ở Hoa Kỳ và các quốc gia tiên tiến, người ta sử dụng một phương pháp trừng phạt gọi là restorative justice, phục hồi công lý. Mà điều hết sức thú vị là cái phương pháp này vốn phát xuất từ bộ lạc Maori. Maori là một cái thuộc chủng Polynesian sống ở New Zealand. Là cái người mà làm lỗi cho người khác thì phải thực hiện những hành động để phục hồi danh dự, vật chất hay bất cứ cái gì mình đã làm thiệt hại cho người đó. Nói thí dụ, như bây giờ thầy vô tình thầy phá vỡ cái đồng hồ của em. Thì thầy xin lỗi em là một cái chuyện đương nhiên, nhưng mà sau đó thầy phải đi làm. Thầy kiếm tiền, có thể tích lũy từ tháng này tháng qua, đồng hồ em mắc tiền quá, thí dụ vậy. Xong rồi mua lại cái đồng hồ cho em. Restorative justice. Nếu thầy nói xấu em, khiến cho bạn bè em tẩy chay, thì thầy xin lỗi xong rồi thầy phải đi tới từng người bạn kia để giải thích, để làm sao để xóa đi cái hậu quả cái đó mới gọi là restorative justice. Nó đòi hỏi cái gì? Nó đòi hỏi cái sự khiêm cung, ý thức về lỗi của mình. Nó đòi hỏi cái chuyện đó là ý thức được cái tầm, cái nguy hại của cái việc lầm lỗi của mình gây ra cho người đối diện của mình. Và mình phải làm để trả lại cái trạng thái ban đầu của cái tình huống.
Tại vì mình đã làm giống, gần giống như là nó đẹp đi rồi. Cái sự quân bình thì bây giờ mình phải làm phục hồi lại cái tình trạng công lý. Ở đây em thấy nó hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là mình trừng phạt, là có một cái chủ thể và trừng phạt cái người nhận hình phạt. Và vì mình nhìn xuống và mình đối xử người đó như thú vật, cho nên mình dùng bạo lực để đối xử. Đúng không ạ? Dạ. Bạo lực bằng, nếu nói la mắng thì thật sự đó cũng là bạo lực bằng tinh thần. Mày là thằng khốn nạn, ngu dốt rồi vân vân, thì cũng là một hình thức bạo lực. Mình đã nói bạo hành từ tinh thần và bạo hành từ thể chất. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở tầng cao hơn, tức là cái tầng là mình vẫn có một chủ thể, tức là thầy cô hoặc là bố mẹ. Và bên kia có một đối tượng mình tạm gọi là thụ thể đi. Đúng. Tức là người nhận những cái hình phạt. Và mình khôn hơn người kia, mình ra kế hoạch là bây giờ thay đổi hành vi của người kia, mình sẽ cho thưởng phạt này nọ vân vân. Là nó làm tốt thì mình thưởng, xấu thì mình phạt. À, bây giờ các bạn trẻ hãy so sánh cái này ha với là hình thức làm việc trong các công sở hoặc là các công ty. Giai đoạn đầu là cái chế độ nô lệ, dùng roi vọt để bắt người khác phải làm việc. Đúng không? Tầng cao hơn là tầng dùng khen thưởng hay là đuổi việc hay là trừ lương để mà thưởng phạt. Cái tầng cao nhất là restorative justice, là ở đây đó thưởng phạt như thế nào? Thưởng phạt bằng cách ngồi lại với nhau, người đã bị người làm lỗi và kẻ nạn nhân, và nạn nhân, và mình ngồi như vậy và cùng thảo luận với nhau một phương thức. Dĩ nhiên là không dễ, không dễ. Nhưng cái bước đầu mà hai bạn trẻ đó ngồi được với nhau, hay là ngồi trước thầy cô khi bạn đó chỉ dụ phá hỏng đồ đạc vân vân, là đã một cái bước tiến rồi. Cho nên ở đây nó nhấn mạnh cái tiến trình gì? Cái tiến trình thứ nhất là mediation, tức là hòa giải. Và tiến trình thứ hai là restoration, cái phục hồi. Thì như vậy khi ngồi xuống và hai bên thương thảo với nhau, thầy hôm qua thầy nói xấu em với toàn, nghĩa là cộng đồng Facebook. Bây giờ thầy phải đăng, thầy nghĩ rằng thầy phải làm sửa chữa cái đó bằng cách là thầy sẽ viết mấy cái bài để em trả lời là nhận lỗi về thầy. Thầy sẽ nói là tại sao tôi làm như vậy và ảnh hưởng như vậy, và thầy sẽ làm sao trả lại danh dự cho em. Và như vậy cái chủ động ở đây nó không còn ở chỗ ông thầy là em, tôi phạt em, tôi thưởng em. Mà ở đây á, trao cái quyền tự chủ lại cho kẻ làm lỗi để quyết định xem mình sẽ nên hành động như thế nào, mình sẽ làm như thế nào để trả lại cái sự công bằng cho nạn nhân. Thì như vậy ông thầy chỉ đứng vai trò facilitation, tức là gợi mở, hướng dẫn để cho cái tiến trình đó nó thực hiện mà thôi. Và như vậy cái sự tôn trọng về nhân bản, nhân vị nó cực kỳ quan trọng, nó trả lại quyền chủ thể cho chính người làm lỗi chứ không phải là thụ thể nữa. Em thấy nếu mà đọc những cái, cho nên đề nghị các bạn trẻ cái chuyện đó, khi các bạn trẻ đọc những cái thông tin như vậy ở trên mạng hay vân vân, các bạn phải hiểu được cái triết lý nó nằm đằng sau đó. Và ở đây mình thấy cái triết lý ở chỗ đó, trả lại cái quyền tự chủ, và cái đó là cái cao nhất cho cái người lẫn nạn nhân lẫn là kẻ thủ ác. Và như vậy thì cái tiến trình mà ăn năn sám hối nó mới là trọn vẹn. Em nó mới là trọn vẹn. Nếu mà làm được như thế thì gần như là, nếu mà toàn bộ các cái trường bắt tay nhau mà làm được như thế thì em nghĩ là gần như đó là một cuộc cách mạng trong việc giáo dục ạ. Chúng ta có thể làm như vậy. Và còn một điều nữa là, còn cái chuyện khi nãy em nói, phải nói luôn cái chuyện đó là viết. Viết chép phạt. Tại sao phải chép phạt? Chép phạt là tại vì chúng ta hiểu theo một phương pháp cũ, tức là thứ nhất là chúng ta học vẹt. Chép phạt là hình thức học vẹt. Tức là nói lần sau em sẽ không đánh bạn Bách nữa. Và lần viết cái câu đó 1000 lần, chúng ta nghĩ rằng cái câu đó nó cứ đọc như tụng kinh vào đầu thì chúng ta sẽ hành động như thế đó. Nhưng mà vậy nó là một hình thức gì? Lập trình. Một hình thức lập trình mà còn đơn quá, cực kỳ đơn giản. Chúng ta muốn cài vào đầu cái người đó cái ý tưởng đó để người đó hành động theo cái việc đó.
Và nó là nền tảng của một cái nền giáo dục thật sự, nó không phải là giáo dục mà nó là tuyên truyền. Tức là như Gerben, phải Gerben hả? Thật như là Gerben là bộ trưởng tuyên truyền của Đức Quốc xã đã nói rằng, ừ, nói rằng điều gì các bạn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì cuối cùng sẽ thành sự thật. Nó sẽ trở thành sự thật. Thế đây là cũng hình thức như vậy. Chúng ta cứ nghĩ rằng viết cái câu đó 1000 lần, cái người đó nó sẽ nhập tâm cái điều đó và hành xử như vậy. Okay, thì chúng ta không đối xử với cái kẻ thủ ác hay là người vi phạm kỷ luật, cái từ nhẹ hơn là vậy, bạn như thú vật để mà đánh đập nữa, la mắng nữa. Nhưng mà chúng ta đối xử với kẻ vi phạm kỷ luật như là gì? Robot. Vâng, robot. Chúng ta đối xử như là robot, như là máy móc. Mà chúng ta chưa đối xử với kẻ vi phạm kỷ luật như con người. Chúng ta thấy các tầng không ạ? Đánh đập, chửi mắng, tầng đối xử với vậy. Và quyền chủ động đối xử vẫn rơi vào cái kẻ trừng phạt. Tầng cao hơn là thưởng và phạt này nọ. Cho dù phạt rất là văn minh, là giữ lại đồ vật, không cho đi chơi, thí dụ vậy, có văn minh hơn. Tức là removal cái privilege, tức là những cái đặc quyền tách ra khỏi. Nhưng cái quyền mà thưởng hay phạt vẫn nằm ở kẻ có quyền lực nhiều hơn. Em nghĩ cái này, vấn đề này mình không những áp dụng có thể ở trong trường lớp mà có thể ở trong ngay cả trong gia đình, là mình có thể thay đổi ngay được cách phạt thưởng như thầy vừa trao đổi. Em thấy, và em thấy cái ý nghĩa của nhân bản, chủ thuyết nhân bản ở chỗ là trả lại cho cái chủ thể cái quyền quyết định của mình và quyền tự chủ ngay cả vi phạm đó, học viện đó. Và điều đó học từ đâu? Bộ lạc Maori ở New Zealand, các chiến binh của New Zealand. Cảm ơn thầy về câu trả lời vừa rồi thầy. Bây giờ em sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo cũng sẽ khá là thú vị. Tức là nói về mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, thì theo em giáo viên không chỉ là một người truyền đạt kiến thức thông thường mà còn một phần nào đó là một người thầy hướng dẫn về tâm lý. Mới đây trên Spider Room thì có một cái bài viết là một lời thú nhận của giáo viên rằng bạn từng có một học sinh trầm cảm, học tập sa sút nhưng bạn ấy không nhận ra điều đó và mặc định là học sinh chảnh mạng, lười học. Và bạn đã trách mắng nặng nề trước lớp với học sinh đó. Và chính học sinh đó thì cũng không dám chia sẻ thêm gì. Sau này bạn phát hiện ra và cảm giác của bạn là vô cùng là hối hận. Thì theo thầy thì nhiệm vụ và vai trò của giáo viên là như thế nào trong vấn đề sức khỏe tâm lý của học sinh và sinh viên? Nhưng mà em ở đây em cũng bổ sung thêm là phần lớn là mọi người không có cái, người Việt Nam mình dạo gần đây thì mới quan tâm đến cái sức khỏe về tinh thần và tâm lý thôi ạ. Thì trước đó là gần như không có, gần như không có, chỉ quan tâm đến sức khỏe thể chất rồi là học có tốt, có vui vẻ hay không, chứ ít khi quan tâm đến. Bởi vì thể chất thì mình có thể nhìn thấy rõ ràng, đau đớn ở đâu thì mình có thể sửa chữa ngay, nhưng mà về tinh thần, vì về tinh thần thì gần như là nó vô hình, khó quan sát được. Thì theo thầy thì kiến giải của thầy là như thế nào ạ? Khi mà một giáo viên và đã từ chối cái trách nhiệm quan tâm tới sức khỏe tinh thần của trẻ em, quan tâm tới cái đạo đức cũng như là lý tưởng sống, ý nghĩa sống của các em, thì chính người giáo viên đó đã từ chối một cái thiên chức rất là quan trọng trong cái việc xây dựng nên những cái con người có lợi ích cho xã hội, những công dân cho đất nước và những con người cho vũ trụ. Đó là như vậy. Tại vì dù muốn dù không, vô tình hay hữu ý, thì học sinh, sinh viên vẫn học theo tư cách, tác phong, lý tưởng sống, quan niệm của vị thầy, vị cô, những ông thầy, bà cô mà các em học sinh yêu thích. Cho nên tự giới hạn cái việc dạy của mình vào cái việc duy nhất là trao truyền kiến thức, là mình đã chối từ cái thiên chức đó. Rồi. Thứ hai, cái quan niệm đó nó không có phù hợp với quan niệm vị trí người thầy trong văn hóa Đông Phương. Cái chữ thầy nó mang nhiều, rất nhiều cái ý nghĩa. Nó là người dẫn đường, người chỉ đạo, người
mà có thể gợi hứng cho một em học sinh không phải chỉ sống một, không phải chỉ học hành giỏi hơn mà có thể sống tốt đẹp hơn. Như chẳng hạn hình ảnh ông Đồ thời xưa. Ông Đồ đâu phải chỉ là tới dạy chi hồ giả giả và những kinh sách đó đâu. Ông cũng phải thể hiện cái cung cách sống điềm đạm của ông. Có rất nhiều cái vị là tiến vi quan, thoái vi sư, tức là gặp thời, gặp mà thời cơ thuận tiện thì mình ra làm quan, gặp những thời cơ không thuận tiện thì mình về làm giảng dạy, làm sư. Sư ở đây là giáo viên, giảng viên, vân vân, một cái vị thầy đồ ở trong làng. Và như vậy không chỉ nêu gương, không phải chỉ dạy cho bọn trẻ con, nghĩa là hỉ mũi chưa sạch, cho tới những anh chàng đã lồng ngồng mà chữ học về những cái chữ thánh hiền, mà còn phải nêu cái tấm gương đạo đức, không phải chỉ cho đám học sinh đó mà cho cả làng. Thời xưa em vào một cái khu xóm mà nghe nói nhà đó họ sống rất là đàng hoàng, gia phong rất là tốt, nhà ông giáo này, ông giáo kia. Em thấy mà. Như vậy nó là cái niềm cảm hứng của một người làm giáo viên, là niềm cảm hứng cho cả xã hội xung quanh. Còn khi chúng ta biến cái ngành nghề giáo viên thành chỉ là một cái công việc thuần túy, ăn lương thuần túy, thì chúng ta đã sỉ nhục người, vai trò của người giáo viên. Thậm chí học sinh nhiều đứa bây giờ và cả Hoa Kỳ nữa, chỉ mặt giáo viên nói là không có tụi tôi thì không có tiền để trả lương cho các cô, các thầy đâu. Em thấy có hiện tượng nó xảy ra. Và điều đó rất là đau lòng. Đau lòng, và em cảm thấy là không công bằng với các giáo viên thời nay. Nhưng mà chính chúng ta cũng đang sỉ nhục giáo viên bằng cách là có những câu, và cái đó là thực tế do những chính sách chuột chạy đầu sào, cùng sào mới vào sư phạm. Và những người vào trung học sư phạm lại là những người không hoàn tất việc học của trung học. Mà trong khi trung học sư phạm bây giờ thì không còn nữa, bây giờ thấp nhất là cao đẳng sư phạm. Nhưng mà thời thầy còn đi học ở miền Việt Nam đây đó, sau năm 75 đó, có trung học sư phạm. Và trung học sư phạm lại được dạy gì? Được dạy mẫu giáo. Và mẫu giáo là cái tuổi cực kỳ quan trọng, chúng ta gọi đó là khai tâm. Mà lại chúng ta cho những bạn học không vượt qua được trung học mà đi dạy, học, đi dạy và đi học. Con em chúng ta, liệu em có an tâm để gửi con em tới học như vậy không? Đó là một cái vấn đề. Dạ. Cho nên định chế trở lại, trong khi tại những quốc gia mà chúng ta nói về cái hệ thống giáo dục Bắc Âu chẳng hạn, thì trái lại đó là vào những cái đó đòi hỏi phải có bằng thạc sĩ. Và phải đòi hỏi thực người dạy lâu năm có kinh nghiệm mới được dạy những cái lớp như vậy. Tức là lớp mầm non là đòi hỏi phải có thạc sĩ luôn. Đúng. Tức là giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời. Đó, và như vậy. Thí dụ như thầy có thành người ngày hôm nay là nhờ các, ngoài bố mẹ ra, ngoài sách vở, những vị thầy tâm linh, thì trong đó có giáo viên. Và đừng nói rằng giáo viên không quan tâm tới sức khỏe tinh thần. Tại vì á, là cái thời mà chúng ta chưa có chuyên viên tâm lý đó, thì chúng ta đi lên chùa, chúng ta đến nhà thờ, chúng ta thổ lộ những vấn đề chúng ta đối với vị linh mục, vị sư, thì họ làm vai trò của một chuyên viên tâm lý đấy. Mặc dù đôi khi nó nhiều thứ bất cập, người nào gặp cảnh hoạn nạn cũng nói tại kiếp trước con vậy cho nên bị con mới bị khổ chứ, vậy thì như vậy cũng chẳng vẫn phải là tham vấn tâm lý, đúng không? Nhưng mà giáo viên, thầy có một cái người mà cũng xin phép cô, bà nhắc tới tên cô đây là cô Phạm Thị Kim Cúc. Cô đó là giáo viên dạy sử tại trường trung học Sư Ngọc Anh. Và trước năm 75 cô ta là giám học. Cô ấy là giám học. Lúc trước mình có trường là giám thị, là giám học. Cô ấy là giám học. Và cô ấy dạy môn sử và giáo viên chủ nhiệm của thầy năm lớp 11. Cô ấy bỏ suốt các buổi tối đó. Phải nói là ít nhất là 7 buổi tối trong tuần thì chắc cô dành hết là 6 buổi tối rưỡi để học sinh tới tâm sự. Thầy có thể, nghĩa là buổi tối đó buồn buồn, không có tiền uống cà phê, nghĩa là buồn buồn, thầy có thể tấp vào nhà cô và ngồi nói chuyện với cô nhiều khi tới 10 giờ đêm. Và cô lắng nghe khuyên bảo này nọ vân vân. Và cho tới bây giờ những cái lời khuyên của cô thầy vẫn ghi nhớ. Dạ. Đó là như vậy. Có những người như vậy, họ để lại những cái dấu ấn rất là mãnh liệt trong đời sống của chúng ta. Đúng rồi, đúng rồi. Và nó hình thành được nhân cách của chúng ta. Đúng rồi.
không phải chỉ riêng về vấn đề cảm xúc, vấn đề lý tưởng sống, mà còn cả những cái vấn đề cách thế chúng ta tiếp cận những vấn đề trong cuộc sống. Và phải nói một lời là tri ân tất cả các quý vị thầy cô mà đã và đang là niềm cảm hứng cho tất cả các học sinh. Nhờ những người như vậy mà biết lắng nghe như vậy thì quả thật giảm biết bao nhiêu bạn trẻ bớt được cái gánh nặng tinh thần, bớt căng thẳng, lo âu và trầm cảm, và tránh được cái chuyện tự sát. Dạ. Hiện nay trong trường của chúng ta còn bao nhiêu vị thầy cô có thể mở lòng ra, chưa nói tới mở thời gian ra, mở cánh cửa của nhà riêng ra để có thể tiếp nhận học sinh, mà nghe cái lời của học sinh chia sẻ những đau khổ, trầm phẫn uất, buồn bã của các em. Thậm chí là thầy đã biết có những em học sinh của cô Cúc tới nói về chuyện là mất tiền, nghèo đói. Thầy nói về thất bại trong mối tình đầu, nói về những khó khăn trong học tập. Và thậm chí có những bạn nói về vấn đề phá thai. Những cái trải nghiệm không dám nói với gia đình mà dám nói với cô. Và cô hỗ trợ các bạn đó vượt qua những cái giai đoạn tối tăm và khó khăn nhất. Đó. Cho nên cũng không thể nói là giáo viên không quan tâm tới cái vấn đề là sức khỏe tinh thần. Dạ. Vẫn có những cái tấm gương như vậy. Vâng. Nhưng mà cuộc đời, nếu mà nói đó là tấm gương đó, thì sao có vẻ ít ỏi quá. Chúng ta phải làm sao đó là một cái thực hành, và đã chấp nhận vào nghề giáo thì đi kèm với cái trách nhiệm, cái lương tâm như vậy. Vâng. Nghề giáo phải tới là một cái ngày ở đất nước này, nó là một cái niềm cảm hứng cao nhất, một cái thiên chức mà nó gần như đó là cha mẹ thứ hai của đứa trẻ. Vâng. Và điều đó cũng có nghĩa là phải bảo đảm tài chánh, họ phải được trả lương xứng đáng, xứng đáng cho người ta, và phải cái vị thế của họ trong xã hội thì phải được công nhận cũng theo một cách khác, chứ không như theo những cách của thời đại bây giờ. Em nghĩ là đang diễn ra, đang mạng xã hội đang đối xử khá là tệ đối với các thầy cô. Theo quan điểm cá nhân của em, đó là một cái hết sức là bất công, bất cập và rất là khổ sở. Trong khi chúng ta trong một cái xã hội nhấn mạnh về yếu tố con người là vốn quý nhất, thì chúng ta lại là đối xử với những cái người tạo ra những cái vốn đó một cách rất là tệ bạc. Em xin chuyển đến câu hỏi tiếp theo. Là hiện tại thì các bạn học sinh với sinh viên đều phải đối mặt với những cái áp lực đồng trang lứa, rồi là tình trạng bạo lực học đường. Tình trạng bạo lực học đường thì thầy có thể quan sát thấy là các cái clip mà up lên đánh hội đồng bạn, rồi mọi thứ, rồi áp lực từ cái mạng xã hội nữa. Mọi người nhìn thấy những cái thứ hào nhoáng bên ngoài, chạy đua theo, và áp lực từ cả gia đình, cả từ trường học. Tất cả những cái thứ đấy trộn lẫn thì có vẻ như là thời đại ngày nay thì các bạn gặp rất là nhiều cái vấn đề đau đầu cần phải giải quyết. Vậy thì đâu sẽ là phao cứu sinh của các bạn đấy, và cách giải quyết các việc ví dụ như bạo lực học đường là như thế nào? Có những cái bạn là bị bắt nạt rất là lâu rồi nhưng mà về cũng không dám chia sẻ cho bố mẹ, rồi là cũng cứ chịu đựng như vậy, rồi đến một thời điểm nó bùng phát lên thành một cái hành động gì đó dại dột thì mất đi cả một cái tuổi thanh xuân của mình chẳng hạn. Thì theo thầy, đâu là phao cứu sinh của các bạn học sinh và sinh viên bây giờ? Giải quyết cái vấn đề đó cần nguyên cả hay một hệ thống. Chúng ta hãy nhìn vấn đề bạo lực học đường á, từ nhiều cái góc cạnh khác nhau. Dĩ nhiên đây cũng sẽ phải là một cái nội dung mà sẽ tốn nhiều tiếng đồng hồ nếu đi vào phân tích sâu xa hay những nghiên cứu như vậy. Nhưng mà thôi, ngắn gọn thì chúng ta cũng tạm nói như thế này. Là đầu tiên chúng ta hãy nhìn tới những kẻ mà bạo hành hay là gây ra bạo lực, tức là những kẻ bắt nạt. Tại sao các em đó có nhu cầu bắt nạt? Nghiên cứu cho thấy đó là những cái trẻ đó thông thường sẽ không có học giỏi cho lắm, xuất thân từ những cái gia đình đó là bạo lực, bạo hành ở trong đó, thậm chí là bố mẹ bỏ bê. Thứ ba nữa là trí thông minh IQ á không phải là cao lắm. Và đôi khi nó xuất phát từ các em đó xuất thân từ một cái môi trường bạo lực. Và ngoài ra, bạo lực học đường nếu nhìn từ một cái bối cảnh lớn hơn, nó lại xuất hiện ở những cái vùng cộng đồng mà nạn thất nghiệp gia tăng. Các tệ nạn xã hội như là đĩ điếm, ma túy, cướp giật nó có.
Cho nên cái đó cũng là một vấn đề. Nhưng mà trường hợp của Việt Nam đó là nghiên cứu của ngoại quốc. Hiện nay thì ở Việt Nam rất tiếc là thầy bị giới hạn trong cái chuyện là đọc những cái nghiên cứu Việt Nam về các yếu tố gọi là nguy cơ, risk factor. Tức là những yếu tố không phải là nguyên nhân. Tại thực sự hiện tượng xã hội không thể nào xác định đây là nguyên nhân duy nhất. Khi nguyên nhân và kết quả, ở đây hơi khoa học một chút, các bạn trẻ làm quen để mà có thể học, lên học các ngành khoa học. Khi chúng ta nói nguyên nhân và kết quả, chúng ta có thể chỉ có thể xác định được đó khi trong một cái control experiment, tức là một cái nghiên cứu mà có kiểm soát, không để những cái yếu tố ngoại vi tác động vào, gây nhiễu cho cái quan hệ giữa cái biến số đầu và biến số nguyên nhân và biến số kết quả. Mà ở đây trong xã hội nó rất là phức tạp, nhiều yếu tố chồng chéo, đan xen lẫn nhau theo thứ tự thời gian lẫn đa dạng trong không gian, thì chúng ta chỉ nói tới là các yếu tố nguy cơ mà thôi. Tức là một cái trẻ mà bạo lực, bắt nạt người khác, nó có thể mang những yếu tố đó. Thì như vậy cái vấn đề tiếp cận nó phải giải quyết một cách tích cực nhất đó, là phải giải quyết đầu tiên là giải quyết những ở cái mức macro level, tức là ở cái mức vĩ mô, hỗ trợ cho vấn đề xã hội cộng đồng nó được thăng tiến tốt lên, giảm nghèo đói, giảm nghèo đói. Và cái đó là thầy cũng biết là trong xã hội của Việt Nam đang có những cái nỗ lực như vậy, kết quả tới đâu thì còn là vấn đề đáng bàn. Okay. Thứ hai là giáo dục cộng đồng về vấn đề giải quyết vấn đề. Thí dụ như là chúng ta nói về khi nãy đó, dạy con chúng ta dùng bạo lực hay là dạy con bằng phương pháp phục hồi công lý. Nếu mà ai cũng thực hiện phương pháp phục hồi công lý thì chúng ta sẽ giải quyết bạo lực bằng cách khác, giải quyết vấn đề xung đột bằng cách khác. Đó. Và còn một cái điều nữa đó là chúng ta phải thấy ở đây đó là vấn đề tự thể hiện. Cái khái niệm tự thể hiện, cái khái niệm hết sức khôi hài ở Việt Nam là chúng ta che lấp những cái giá trị cốt lõi của chúng ta thực sự, vì chúng ta bị phá hủy khi chúng ta không có một cái nền giáo dục của gia đình sâu sắc. Và cho chính những bậc cha mẹ thực sự đã có trải nghiệm và có tri thức sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống. Nói cụ thể là ý nghĩa của vị trí của chúng ta như là một con người đối với trách nhiệm chính mình, trách nhiệm đối với gia đình, trách nhiệm đối với xã hội và với quốc gia. Phải thấy rõ trong những cái tương quan đó để định hình. Từ đó mới là niềm cảm hứng và có thể cung cấp cho con em, hay nói đúng hơn không phải cung cấp mà là gợi hứng, hỗ trợ, làm một bà đỡ để những cái giá trị cốt lõi được hình thành nơi con của chúng ta. Thì khi có những giá trị cốt lõi đó, trẻ không tìm vào những việc thể hiện chính mình bằng những cái phương tiện hết sức là cạn cợt, phương thức hết sức là cạn cợt, nhưng lại bằng những phương tiện cực kỳ nguy hiểm. Thí dụ quay clip đánh nhau, lột quần lột áo bạn rồi bỏ lên video, tìm sự thỏa mãn trong vài cái like và chục ngàn cái like, trong khi mình hủy hoại cái nhân phẩm của người kia. Và ngoài ra cái đó là liên quan tới một chuyện, đó là ý thức, còn một chuyện là cảm xúc hay là tâm trạng. Tại sao chúng ta có thể đánh một người khác mà chúng ta không có thương, cảm thấy xúc động hay đau khổ? Nếu mình nghiên cứu về vấn đề cảm xúc, chúng ta thấy có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chúng ta lên một cơn điên về cảm xúc. Bố mẹ nếu phạt con, đánh con, thầy cô nếu phạt trò đánh trò bằng cách cũng nổi cơn điên như vậy, lao vào học sinh mặt mày dữ dằn, la hét đánh đập, thì cũng vô tình đã kích hoạt cho trẻ, tập cho trẻ cái sự kích hoạt của hệ thống thần kinh giao cảm. Đây là một điểm hết sức quan trọng. Thần kinh giao cảm. Và khi trẻ nó bị kích hoạt thì nó, cái phản ứng nó cũng như vậy. Và cho nên nó lao vào một cơn gọi là hiếu sát. Đánh đập bạn bè mà cảm thấy đã, chữ đã trong ngoặc kép, là tại vì cái cơn hưng phấn của cái hệ thống thần kinh giao cảm chiếm, nó được kích hoạt là như vậy. Cái điều thứ hai đó là khi chúng ta làm những cái đứa trẻ mà bắt nạt á, nó làm khi bắt nạt người khác, nó tạo được cảm giác là tôi có quyền lực.
Tôi có làm chủ tình thế. Mình xem các phim, các em có nhớ tới cái việc á, là nhiều cái nhân vật là bọn trẻ con ở nhà bị bố đánh đập, ra đường nó bắt nạt trẻ khác. Đó là một hình thức bù trừ. Ở trong nhà nó cảm thấy nó không được thương yêu, nó bất lực, làm chủ bản thân nó, thì ra ngoài nó phải bù trừ bằng cách là như vậy. Bây giờ những kẻ mà những nạn nhân của trò bạo hành, tại sao thế hệ con em chúng ta yếu đuối vậy? Tại sao sự nhẫn nhục như vậy, cam chịu như vậy, không nói lên cái, dám nói lên cái quyền lợi của chính mình? Thì chúng ta, đó là những phụ huynh ở một cái thành phần khác. Chúng ta tạo cái sự nhẫn nhục đó, tại vì cả cuộc đời chúng ta cũng phải nhẫn nhục hay sao? Với những kẻ có chức, có quyền, có tiền, có thế hơn chúng ta. Để, và vì vậy thì những cái vinh danh như là đồng tiền không là gì cả, hay là những giá trị phải đặt trên những cái giá trị nhân bản rồi vân vân, vô tình chúng ta cũng đã bỏ qua. Cho nên phải dạy cho trẻ cả khả năng bảo vệ mình, chống lại bạo hành bằng cách là dám cất lên tiếng nói chống lại. Thì có, cũng có những cái phương pháp. Thứ nhất là đoàn kết lại. Tôi vẫn nhớ câu của Karl Marx: vô sản thế giới, đoàn kết lại. Phải đoàn kết. Và những trẻ, những bạn yếu đuối về thể chất, yếu thể về thể chất, xin đừng dùng chữ yếu đuối, yếu về thể chất, hay đoàn kết lại để bảo vệ lẫn nhau. Điều thứ hai nữa, có lẽ là bây giờ nó không có phổ quát. Thời xưa đó, thầy học trường võ trường toản. Lớp 6, lớp 7, thì ở đó đó, chiều nào các bạn vẫn được học dịch võ đạo. Trong trường dạy võ luôn. Và ở bên trường Xuân Ngọc Anh á, thì bộ môn Aikido, tức là hiệp khí đạo, được giảng dạy như một cái bộ môn chính thức trong nhà trường. Cho nên là trẻ đồng thời được trang bị những cái phương tiện để bảo vệ của chính mình. Nó phải bảo vệ vấn đề bạo lực học đường, mà đồng thời còn cái chuyện là bảo vệ đi ra ngoài đường bị cướp giật, hãm hiếp vân vân, có thể tự bảo vệ được mình. Đó là điều cần thiết. Và rõ ràng bác thấy rằng á, nếu mà chúng ta chạy vài bước, chúng ta thở hổn hển, thì chúng ta không có khả năng bảo vệ bản thân chúng ta, tinh thần chúng ta nó cũng thấy yếu. Đúng rồi. Yếu theo. Thí dụ như bây giờ ra cướp đồng hồ một cái, mình có thể dùng một đòn gì đó, xong phong quán nhĩ hay là thuận thủy thôi châu gì đó, để mà tránh khỏi cái bị cướp giật chẳng hạn. Cái chuyện đó hoàn toàn bình thường. Và ngoài ra thì các bạn cũng biết là tất cả bộ môn võ, đặc biệt là xuất phát từ Á Châu đó, đều nêu cao tinh thần võ đạo. Bao giờ học, có chữ đạo ở trong đó. Đúng, học là luyện tâm, từ nhu đạo, hiệp khí đạo, không thủ đạo. Không thủ đạo là karate. Đó, vân vân. Hay là taekwondo, chữ đô đó là đạo, vân vân. Và hình như là mọi người quên mất là trong võ có cái đạo đấy, nó khiến chúng ta suy nghĩ rất là tử tế về bản thân, về đối thủ, cũng như là cái việc tôn sư trọng đạo, trong cái việc, cái trách nhiệm của mình khi mà ra một cái đòn. Chứ không phải là đi học để mà đi ra ngoài kia để làm này, làm để đó, làm anh chị, làm anh chị hoặc là như thế nào. Nhưng mà ở đây chúng ta có hai đối tượng là kẻ bạo hành hay là bắt nạt, người bị bắt nạt, nhưng mà còn kẻ bàng quang. Đúng rồi, chúng ta không thể, cái bàng quang cực kỳ quan trọng. Và các nghiên cứu cho thấy rằng đó, cái hành động của kẻ mà bắt nạt nó sẽ gia tăng nếu kẻ bàng quang không can thiệp, mà thậm chí còn khuyến khích, cổ võ, tán thưởng. Tình trạng đó hết sức tệ hại. Tại sao trẻ bàng quang không có can thiệp như vậy? Thì bây giờ phân tích sẽ còn tốn thời gian của các bạn. Chỉ nói vắn tắt một điều như thế này: kiến nghĩa bất vi vô dõng giả. Câu đó của tiền nhân: thấy việc nghĩa mà không làm thì không là dũng. Nói vậy thôi. Và câu đó là Vân Tiên, Lục Vân Tiên, trong tinh thần Lục Vân Tiên là như vậy. Thấy việc nghĩa là phải làm. Đó. Thì tại sao chúng ta có một cái thế hệ mà kiến nghĩa bất vi vô vọng giả? Không còn kiến nghĩa mà bất vi, không còn làm nữa. Phải chăng, bây giờ là nói qua tâm lý học, thầy vẫn thích quảng cáo cho tâm lý học, nói về learn helplessness, tức là bất lực tập nhiễm. Của nghiên cứu của Martin Seligman. Trong đó cho thấy rằng thú vật
ở trong trường hợp này là chó, khi mà nó đã nỗ lực để thay đổi hoàn cảnh nó ở trong thí nghiệm là chấm dứt một cái dòng điện nhiều lần mà không được, thì nó sẽ bỏ mặc và nó sẽ trầm cảm. Tới khi có cơ hội nó cũng nằm bẹp xuống sàn, không phản kháng, không phản kháng, không rên rỉ. Có phải vì chúng ta có một thế hệ kiến nghĩa bất vi vô giọng giả, là tại vì chúng ta, tại vì các bạn đó dư sức biết là có can thiệp thì các bạn đó chỉ lãnh đòn nặng hơn thôi, thậm chí không thay đổi được tình thế. Bây giờ biết bao nhiêu người thấy cặp vợ chồng đánh nhau trên đường, dừng xe lại ngắm xem mà không phải là dừng xe lại để bước vào can thiệp. Sợ vạ lây như thế nào, cái thái độ, nghĩa là trái nhà hàng xóm bình chân như vậy, kiểu đó. Tại sao như vậy? Phải đặt câu hỏi. Là một người trí thức, chúng ta cần đặt câu hỏi và tìm câu trả lời và cố gắng để xây dựng. Em xin đến với cả câu hỏi cuối cùng của chương trình Talk Show ngày hôm nay. Thì nền tảng giáo dục của một gia đình thì luôn luôn có cái sự song hành giữa cha mẹ và con cái. Thì có, em quan sát thì có nhiều kiểu cha mẹ, nhưng mà em sẽ xếp đơn giản theo hai nhóm này thì thầy tiện phân tích và trả lời. Tức là một số cha mẹ của phụ huynh, một số phụ huynh hoặc học sinh thì kèm cặp rất là sát sạt, lúc nào cũng ngồi học cùng con, đưa con đi, đón con về, chăm con từng đi từng tí một, và coi trọng điểm số, luôn hướng con học theo ý của mình, chọn theo cái mong muốn của mình, bố mẹ cho rằng đây là tốt nhất, thì con nên là theo những cái mà họ kiến giải của tự bản thân. Có một số trường hợp thì cha mẹ rất là bận bịu, cha mẹ không theo sát được, cha mẹ và phó mặc con cái cho thầy cô và trường lớp. Thì theo thầy là hai kiểu phụ huynh này như em tạm xếp thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý của các bạn học sinh, và theo thầy thì mình quan tâm bao nhiêu thì là đủ? Ở đây thì có một cái nguyên lý cũng cổ truyền thôi, tức là vấn đề đừng có thái quá và cũng đừng có bất cập. Và nói theo đạo thì nó là vấn đề trung dung. Trung dung không phải là cái điểm giữa, tại vì hai đầu là vô cực thì chỗ nào là dung điểm giữa? Đúng không ạ? Đó, nội tư duy về toán học là đã thấy là sai rồi. Thì ở đây quay trở lại đó, mình sẽ thấy đó là cái thái độ mà cây cao bóng cả. Nói tới cái đó là nhớ tới một cái chương trong cuốn Dạy Con Tròn Hoang Mang của thầy, là nói tới là che khuất bầu trời. Những bố mẹ tiếng Anh gọi là helicopter parents, bay vù vù trên đầu con, kiểm soát tất cả mọi chuyện của con, mà kiểm soát cứ tưởng bở, cứ tưởng là mình biết hết về tất cả cái đời sống của con. Trong khi á, chính mình á, lại là từ quê lên, thí dụ như vậy. Mình đi qua nghèo đói giai đoạn bao cấp chẳng hạn, mình đi qua những cái giai đoạn mà văn hóa chưa tiếp thu những cái giá trị của Tây phương, đặc biệt là miền Bắc chẳng hạn, chưa tiếp thu những cái giá trị của Tây phương nhiều. Mình lại gửi con đi học ở trường quốc tế, nó lại nói tiếng Anh, càng ngày nó nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt. Mà mình cứ nghĩ là mình biết cách giải quyết vấn đề, và thời đó mình kiếm việc bằng phương pháp khác. Bây giờ mình kiếm việc bằng phương pháp khác. Và nghề thời xưa chỉ có mà bác sĩ, kỹ sư chỉ lui tới một số nghề cổ điển. Còn bây giờ nó đi viết blog, nó đi nấu ăn, làm YouTube, nó làm YouTube hay bất cứ như thế này, nó vẫn kiếm tiền còn khá hơn nữa. Vậy thì mình biết cái gì để mình có thể giáo dục cho nó mà chỉ đạo tới mức như vậy. Và thậm chí có một cái từ thầy không hài lòng và xin nói ở đây luôn, là xin các bạn trẻ đừng bao giờ dùng từ dẫn dắt. Không dùng từ dẫn dắt. Dẫn dắt chỉ có súc vật thì nó mới cần dắt thôi. Mình vẫn có thể lãnh đạo được mà. Mình vẫn có thể hướng dẫn được thôi. Mà đúng hơn nữa, bố mẹ nên là người hỗ trợ. Như là một midwife, tức là bà đỡ, để giúp cho cái tài năng, năng lực, trí tuệ và lòng từ bi của con nó được hình thành và phát triển. Chứ không có phải áp đặt và chỉ đạo. Chúng ta phải thực hiện cái tinh thần dân chủ ngay trong nhà trường và ngay trong gia đình, thì chúng ta mới làm bà đỡ để đỡ đẻ những cái thiên tài và những con người chính trực, hạnh phúc và trí tuệ cho đất nước và cho xã hội của chúng ta.
Còn một cái chuyện nữa đó là làm sao để khi mà chúng ta dạy con, chúng ta hỗ trợ được cái chuyện đó, chúng ta tạo cho đứa con nó hình thành được một cái cá tính, một cái tính cách tốt đẹp như vậy, và chúng ta đã xong việc. Tại vì thật sự đó, bây giờ nói thầy có con, thầy dạy, thầy quên mất vi phân tích phân. Thầy có thể dạy tiếng Anh tốt, đâu phải thầy biết hết tất cả các môn. Và nói vậy thì các bà mẹ ở thôn quê một chữ nhiều khi cũng đọc, nói chữ cắn đôi không biết thì hơi quá, tại vì vấn đề xóa nạn mù chữ ở Việt Nam nó tốt. Thì nói cái chuyện là học nhiều khi trí nhớ còn không, những kiến thức không vượt quá lớp 3. Nhưng mà tại sao vẫn có những người con khi đi Mỹ, đi Tây vẫn rất là thành công như vậy? Như vậy cái chuyện ở đây không phải là kiến thức của bố mẹ, không phải cái chuyện khôn ngoan mà biết ở vào trường nào, mà vấn đề là cái thái độ, vấn đề là sự hỗ trợ. Mà thầy đưa vào công thức là thông hiểu, đồng cảm và hỗ trợ. Thông hiểu thuộc về vấn đề nhận thức, đồng cảm thuộc vấn đề cảm xúc, và hỗ trợ thuộc về vấn đề hành vi. Mình đâu cần phải ngồi chỉ xuống chỉ dạy con đó. Nhưng mà buổi tối con học trời mưa thế này, Hà Nội hơi lạnh lạnh, nấu cho con bát cháo gà đặt bên cạnh, nói con chút nữa đói con ăn. Cái hành động đó nó cảm động, nó là niềm cảm hứng, nó xúc động. Vừa là bố mẹ vừa là một người bạn đúng không thầy? Đúng đó. Và chữ người bạn đôi khi cũng bị lạm dụng. Nhưng mà thôi chuyện đó để hôm khác nói tiếp. Và còn nữa, nếu bảo bọc con như vậy, luôn luôn muốn con trưởng thành, luôn luôn muốn con là tự chủ, luôn luôn muốn con nó lười biếng tới mức nó ăn xong cái chén nó còn thảy trên bàn, nó không chịu đem đi rửa, hay nó sáng dậy nó vất chăn mền lung tung rồi vẫn không dọn dẹp. Nhưng mà mình lại bảo bọc con như vậy thì làm sao xây dựng được cái tinh thần tự lập, tự chủ, tự quyết cho con. Cho nên phải biết cách tới một cái tuổi nào mình phải lùi lại một bước, nó lớn hơn một chút mình lùi lại hai bước, lớn hơn chút nữa mình lùi lại ba bước, để cho giống như cái cây nó phát triển. Mà đôi khi mình chỉ là một cái cây nhỏ, mình vô tình đang có cái đứa con là Tùng, là Bách, giống như tên của em vậy đó. Thì mình cứ là cái cây nhỏ mà mình cứ thích che nó, che mất ánh sáng, che mất dưỡng khí, che mất nguồn nước của nó, chặn nguồn nước của nó, và nói cái này tốt, cái kia xấu. Thì vô tình mình đã biến một cây Tùng, cây Bách thành một cái thứ dây leo. Rồi sau đó là tức mình dậm chân, dậm cẳng, nói là tại sao con tôi nó vậy. Cho nên tôi thích cái câu của anh Nguyễn Quang Thạch, cái người mà đi bộ từ Bắc tới Nam mà vận động làm thư viện cho thư viện đó. Anh ta nói là bố mẹ Việt Nam, cái nói cái ca này thì hơi phê bình hơi nặng, nhưng mà bố mẹ Việt Nam nuôi con như nuôi gà, mà muốn con trở thành đại bàng. Rất là cảm ơn các câu trả lời của thầy Phương ngày hôm nay. Thì Talk Show đã đi đến những cái hồi cuối cùng, và chúng ta sẽ đến một cái phần mà mọi người cũng rất là yêu thích, đấy là phần confession. Em đã chọn ra một số câu hỏi, em ở đây chỉ là hai câu thôi trong số rất là nhiều câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho chương trình để tâm lý học dẫn đường. Và em mong thầy bớt chút thời gian nữa để mà giải đáp cho các bạn. Để em sẽ chọn một câu đấy. Về vấn đề tâm lý học đường, học sinh, sinh viên đang là những cái đối tượng được quan tâm và bàn nhiều trên các cái phương tiện truyền thông hiện nay. Và là những, nhưng mà trong khi đó thì giáo viên cũng là những cái người cần được chăm sóc tốt về sức khỏe tâm lý. Thì theo thầy, đâu là những trở ngại tâm lý đáng kể nhất của giáo viên hiện nay, và giải pháp nào cho giáo viên trong các vấn đề này? Đây là vấn đề chúng ta đã nhắc một phần. Nói về vấn đề cơ chế lương bổng để người giáo viên an tâm có thể thực hiện được. Cái việc định hình lại thiên chức và vai trò cũng như danh dự phẩm giá của giáo viên trong toàn thể cái nhìn của xã hội về vai trò người giáo viên. Nếu với hai cái đó thì cũng đã giải quyết được rất là nhiều phần rồi. Nhưng đồng thời đó, giáo viên còn phải được trang bị những cái kỹ năng, thí dụ như quản lý lớp học, nhận biết nhận diện được những học sinh có vào những vấn đề về tâm lý và hành vi, và có kiến thức để mà có thể can thiệp hay là hỗ trợ các em học sinh đó một cách hữu hiệu. Thay vì thí dụ một em gặp những vấn đề tâm lý, gặp những vấn đề về hoàn cảnh xã hội, có thể vận dụng được cái năng lực của người giáo viên đó để mà giải quyết vấn đề. Thay vì gán cho em đó lười rồi trừng phạt, rồi tạo nên cái mâu thuẫn hay thậm chí xung đột giữa giáo viên và học sinh,
Ngoài ra cái hệ thống nhà trường cũng phải có những cái phương tiện từ chuyên viên tâm lý học đường cho tới cái hệ thống của các đoàn thể ở trong xã hội để hỗ trợ người sự khó khăn của vị giáo viên đó cũng như là tình trạng của các em học sinh. Thì khi mà hỗ trợ cả hai bên như vậy đó thì chúng ta sẽ hy vọng là tình trạng của giáo viên nó sẽ được tốt hơn. Nhưng mà nói điều là vật chất thì phải bảo đảm vấn đề lương bổng. Về vấn đề tinh thần phải phục hồi. Thầy dùng ở đây chữ phục hồi chứ không phải là xây dựng mới. Tại cái điều, cái quan trọng, cái tôn sư trọng đạo đã có từ lâu trong nền văn hóa Việt Nam. Ai đã phá hủy cái điều đó thì ở đây là phải phục hồi lại vị trí của một nhà giáo ở trong xã hội và kể cả quốc gia của Việt Nam. Đó. Bây giờ em sẽ chuyển sang một câu hỏi thứ hai, chắc là của một bạn học sinh gửi cho chương trình, là gia đình mình rất là khó khăn, mình cảm thấy tủi thân khi học tập trong một môi trường lớp học mà các bạn đều có điều kiện và gia đình đều khá giả. Các bạn đã được chu cấp đầy đủ về học phí và các khoản tiền khác của trường, thì không như mình, mỗi lần xin mẹ tiền học, nhìn mẹ đếm những tờ tiền lẻ cuối cùng mà mình cảm thấy rất là buồn. Cuối năm học vừa rồi, trong lớp có một số bạn học không được tốt và có thể nói là rất tệ, không biết gì nhưng lại được học sinh giỏi. Mình không quá bất ngờ vì mình biết gia đình những bạn đó giàu và đã tài trợ cho trường, nhà trường nhiều lần. Mình băn khoăn không biết có nên chuyển lớp không và liệu điều này có ảnh hưởng gì không? Ảnh hưởng gì không là ảnh hưởng như thế nào? Đến ai? Đối tượng nào? Em nghĩ ở đây chắc là ảnh hưởng đến đến bạn khi mà bạn đòi hỏi là chuyển lớp. Okay. Bây giờ như thế này, nghèo không phải là một cái tội, không phải là một cái lỗi và đặc biệt không có gì xấu xa cả. Lè nghèo chỉ là một cái hoàn cảnh. Cũng đừng nghĩ tới chuyện là vớ vẩn, mấy sách, kinh sách vớ vẩn nào mà nói là tại kiếp trước mình làm gì đó cho nên kiếp này mình nghèo. Nói vậy thôi. Nghèo là điều kiện của mình chưa gặp một cái thời cơ đi, hay nói thời cơ chỉ là những cái điều kiện cần và đủ để mình thành công. Đấy. Và thậm chí á, trong đạo Khổng á, nó còn cực đoan hơn. Nó nói cái câu này, và xin các em nhớ cái câu này để có thể so sánh suy nghĩ, chứ không nhất thiết đó là chân lý. Nhưng mà trong một cái nước nghèo, tất cả mọi người nghèo á, mình giàu là mình bất nhân. Trong một nước giàu mà mình nghèo là mình bất trí. Ai cũng giàu hết mà mình nghèo thì chắc là mình bất trí. Nhưng mà ai cũng nghèo hết mà mình giàu thì phải bất nhân mới có được cái giàu đó. Suy nghĩ thôi. Thì như vậy á, và khi mà chúng ta còn đi học thì tương lai còn trước mặt. Ở những cái quốc gia như Hoa Kỳ á, các em thể thấy một đồng đầu tư vào học vấn á, sau này á, cái nó sẽ sinh ra tới 4 đồng gấp 4 lần. Với chỉ bằng trung học lương có thể chỉ 1.000, nhưng mà ra cái bằng đại học đó là lương có thể là 4.000 một tháng, tức là có thể gấp 3 gấp 4 lần. Như vậy thì cái chuyện học không bao giờ là cái chuyện nên bỏ qua bỏ phí được. Phải đầu tư vào cái năng lực và phát triển mọi năng lực. Và đừng nghĩ rằng những cái đồng tiền kiếm nhanh chóng nó sẽ không ảnh hưởng tới mình và nó chỉ giúp mình sống sung sướng mà thôi. Thật sự những cái đồng tiền mà kiếm nhanh chóng nó đồng thời làm hủy hoại cái quan hệ của mình với đồng tiền. Đồng tiền kiếm dễ dàng, kiếm nhanh chóng và đặc biệt là kiếm bằng những phương pháp bất lương, nó sẽ làm tha hóa chính mình, tha hóa những người xung quanh mình. Nó vậy thôi. Cho nên là nghèo không phải là lỗi, nghèo không phải là tội, và nghèo không phải có gì xấu xa hết. Và chia sẻ cái chuyện mà cá nhân thầy cũng đã từng nghèo và nhiều bạn khác cũng đã từng nghèo nhưng mà vẫn thành công. Có một cái điều thầy hãy mừng đi, các bạn vượt khó nó sẽ hun đúc cái ý chí của các bạn và sự kiên cường của các bạn. Các bạn sẽ thành công, thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng chỉ có một điều, khi thành công bằng cách vượt khó, xuyên qua đói nghèo, đừng để đánh mất cái lòng từ bi và thương yêu người nghèo khác. Đúng nói mà. Vậy thôi. Đừng trở thành người chai đá để không còn xúc động với cái nghèo của người khác. Vậy thôi. Em tin rằng là khi mà chúng ta có những cái trở ngại ở trong cái cuộc đời qua từng một độ tuổi khác nhau ấy, thế nhưng mà khi mà chúng ta đã vượt qua rồi, chúng ta cái cố gắng của chúng ta đứng lên để mà đi tiếp ấy, thì sau này chúng ta nhìn lại những cái khó khăn đấy, chúng ta thấy nó
rất là bình thường. Rất là bình thường. Và đó chỉ là một trải nghiệm ở trong đời thôi. Ai rồi cũng có cái thời điểm của mình, ai cũng có một cái số phận của mình. Quan trọng là chúng ta không được đánh mất cái ý chí để mà vượt qua. Trong câu hỏi của bạn đó có một điểm đó là một số bạn học không giỏi nhưng mà cuối cùng vẫn đoạt học sinh giỏi, danh vị hay là học sinh gì đó vân vân. Thì thầy có kể chuyện vui thế này, thời xưa mà còn dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, tức là từ năm lớp 8 tới lớp 12 á, thầy không bao giờ được là học sinh tiên tiến đó, mà là học sinh ưu tú thôi. Chỉ được học sinh ưu tú đi kèm một danh hiệu khác là học sinh cá biệt. Bây giờ không biết từ cá biệt còn các em còn hiểu không? Có nghĩa là... Chắc là bây giờ các bạn vẫn hiểu học sinh cá biệt là như thế nào. Là... tức là quậy. Thầy lúc đó đi học nhìn bề ngoài bây giờ đạo mạo rồi chuyên gia tâm lý như vậy. Thời đó đi đánh lộn. Đánh lộn không phải chỉ đánh một hai thằng đâu mà kéo nguyên cả. Nghĩa là từ trường này trường kia đánh lộn với cư dân của mấy anh trai trai. Ok, cuộc đời mà. Cho nên là sống phải với cái là tự do, với cái một cái tinh thần và ý chí thoải mái. Và đó, quay trở lại cái vấn đề là trong cái cuộc sống nó vẫn còn những cái bất công, không có justice. Và nếu mà em thấy cái điều đó, có nhiều cái cách thế sống. Một là em thành công và em đi theo hệ thống. Em sẽ đi theo các bất công vậy thôi. Mình sẽ dùng nhất thân, nhị thế, tam tiền, tứ chế để mình thành công. Và mình lợi dụng vào cái đó. Hai là em thấy cái điều đó và em không muốn cái khổ đau này đổ lên đầu của những thế hệ mai sau nữa. Thế hệ mai sau chắc chắn có thể là không phải con em. Tại khi em giàu có rồi thì con em cũng giàu có theo, nó có thế, nó có quyền thì nó cũng được hưởng những đặc quyền đặc lợi. Nhưng em hay nghĩ tới những cái trẻ em ở ngoài kia bị thiệt thòi. Thì các em hãy đi làm sao để chấm dứt cái sự bất công đó. Thay đổi nó để mà các em được hưởng sống trong một cái xã hội mà tình trạng bất công nó giảm tới mức tối thiểu. Và để thế hệ mai sau không còn phải những đau khổ như em hiện nay nữa. Cho nên vẫn có cái ở trong là chúng ta thay đổi, chúng ta kiên cường hơn, dũng mạnh hơn, nhưng mà cũng hỗ trợ vào việc thay đổi cái ngoài khi chúng ta đã có cái phương tiện. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ của thầy Phương ngày hôm nay, một buổi nói chuyện hết sức sâu sắc và thú vị. Em xin thay mặt chương trình gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo, cũng như là chúc cho các bạn sĩ tử, những các bạn học sinh, sinh viên đang ở vẫn còn đang ở trên ghế nhà trường kia sức khỏe, tinh thần, thể chất để có thể đạt được những cái gì mà mình mong muốn. Và nếu như có một lời mà thầy muốn gửi đến cho các bạn vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường ngoài kia, chỉ một điều thôi ạ, thì thầy muốn gửi thầy tới điều gì để kết thúc chương trình ngày hôm nay ạ? Có một điều là như cứ mỗi lần chúng ta chấm dứt cái chương trình để tâm lý học dẫn đường của Spider Room thì thầy phải gửi tới một điều. Mà nếu như vậy cái điều mà hay nhất hôm trước thì hôm nay là không được lặp lại. Như vậy điều hôm nay sẽ là hay thứ hai chăng? Tuy nhiên thôi thì cứ lặp lại. Thầy cũng thật sự thầy cũng không nhớ là cái lần trước mình nói cái gì. Thôi thì có một cái điều á, sống làm sao chúc các em hạnh phúc, sống làm sao trọn vẹn cái tuổi thanh xuân của mình để hưởng hết tất cả những cái dopamine, oxytocin, chất dẫn truyền thần kinh của cái tuổi thanh xuân, mà khi lớn lên và những học môn khác khi lớn lên nó không còn nữa. Các em phải sống trọn vẹn với cái điều đó và hãy nghĩ tới những cái hành động nhỏ nhỏ, những suy nghĩ nhỏ nhỏ của mình hiện tại, nó đều là những cái viên gạch để xây dựng con người mình tương lai. Mỗi cái hành động mà hủy hoại thân xác, hủy hoại tâm lý, hủy hoại quan hệ của mình, chính là mình đang phá vỡ cái cơ hội để hình thành một cái con người tốt đẹp, trọn vẹn nhất của tương lai. Mong các em sẽ trở thành một con người công chính và đem đến hạnh phúc không phải chỉ cho chính các em, gia đình các em, mà còn cho đất nước và xã hội này. Rồi. Cảm ơn. Em cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn thầy. Hạnh quá thầy ơi.